Hôm nay là ngày 29 tháng 11 thì bonsai Úc Vũ xin quay cái cây Linh Sam ghép tán phát hồng. Thì chi tiết của cái cây này là cành một là cành ghin của nó nè. Cành ghin của Linh Sam song hình. Anh chị mình, còn khúc trên là tán phát hồng. Còn hoành thì mình sẽ báo hoành cho anh chị mình liền ngay lúc này ha. Rồi, em quay em đo hoành giùm anh. Đo độ dài của tán từ cành 1 qua cành 2 đi. Dài nhất là bao nhiêu? À. Rồi để đó cho anh, để anh quay lại. 70 nha anh chị mình. Đây. Cái cầm đó nha, nè 70 nè. Đó. Thấy không? Rồi, cái tàn của nó là 70, độ cao của nó từ miệng chậu. Từ miệng chậu lên. Ừ, đúng rồi. Đo độ độ thôi. Cứ kéo thẳng đi. Từ miệng chậu không sao đâu, kéo thẳng vậy đi được rồi, tương đối thôi ha. Mười Hả? mười 40, còn kéo xuống đáy luôn, xuống đáy là 50. Rồi đo hoành của chậu ha, anh chị mình nhớ thông số giúp em nha. Xong là anh chị mình hỏi em không nhớ đâu, tại trong video nó có vậy rồi. Cái hoành 30 31 nha. Đo đo này mất hoành luôn mà kệ, không sao nè. Đây mình quay vòng vòng cho anh chị mình coi. Đây tên cổ rễ ha. Đo ngay vị trí này nha. Cái cũ này thì 30 vậy, nói chung là hoành khoảng 30 đi. Rồi. Hoành cũ luôn, hoành ngay cổ rễ luôn, thử coi làm sao. Nãy hoành thân. Không, hoành cổ rễ khó đo ha. Khó đo, đo thử cho biết chứ mà. Xuống rồi. Ai điện nữa rồi. À, cụ để này giữ rồi. Sao mấy hả? Sao sáu, sao làm sao sáu? Này không tính được, đo cho tham khảo thôi. Độ tàn hình nón, tức là từ đây vòng qua hình cái nón. Ừ, đó. Đúng rồi. Bảy mấy vậy? Thì đó hình nón để lên cái ngọn đây xuống. 79 80 á, tương đối thôi chứ sao chính xác được. Mày cứ để cái thước đi anh nghe cái thước cho người ta coi. Đây là 82 ha, nè. Đo theo cái chiều hình nón từ cành 1 qua cành 2. Rồi, được rồi. Ra nắm cái chậu xoay vòng 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 giùm anh nè. Anh chị mình muốn coi cây đẹp hay không nhìn ở xa là cái tổng thể. Còn hồi nãy lý do là quay gần để cho anh chị biết thông số. Thì cái cây Linh Sam này giá là 5 triệu rưỡi bao ship. 5 triệu rưỡi bao ship nha anh chị mình. Thường á thì rồi, ok cảm ơn. Thường thì cây em ít báo giá công khai lắm, tại vì con số anh chị mình mua cây như vậy thì em bán càng mắc thì anh chị mình vui, mà bán rẻ thì anh chị mình không vui. Ví dụ như tan tím sen, con số anh chị mình đã mua cái lô này lô kia thì ví dụ như em bán bày sao mà nó mắc hơn thì anh chị mình đã mua rồi, anh chị mình vui. Còn nếu mà lỡ em bán càng lúc càng rẻ thì anh chị mình mua lúc trước nói sao lúc trước bán thua mắc. Thì thị trường thì không ai biết luôn nha anh chị mình, luôn cả bản thân em không có biết. Thì biết chỉ thị trường ở vườn của em thôi, là cây nhiều thì em bán rẻ, cây ít thì em bán mắc hơn chút. Và cây ở nhà nuôi thì mình bán giá hữu nghị, còn cây mua đi bán lại thì phải rất là tính toán. Đây là cái cành một này á, là đúng ra là cắt bỏ nhưng mà thấy nó bông đẹp quá để luôn ha. Cho đây cái cành này là cành ghim nè, không còn bắt đầu từ cái cành này lên là người ta ghép tán phớt hồng ha. Thì chơi này kêu bằng chơi phá cách cho nó lạ lạ, có đúng ra là đắng đắng hết. Anh chị mình thích thì người ta nói là cái cây đẹp là nằm trong gã si tình á, thích thì nó rẻ còn không thích thì nó mắc. Con số người cây kiển định giá nó khó lắm nha anh chị mình. Mình thấy thích mình chơi ha, chứ nếu mà em đánh giá cái hoành mà cái độ sai như vậy á là kiếm kiếm cũng bây giờ là cũng hơi khó nha. Còn cái chậu này là chậu xịn ha,
5 triệu rưỡi bao ship thì luôn cái chậu cây ha. Đây em có số cây này nè, cái cây này nó không bằng ha, cũng một lứa nó không bằng, để em tỉa rồi em đưa lên cho anh chị mình xem. Đây mấy cây này đây, nhỏ hơn, muốn bán thì em phải tỉa rồi cho anh chị mình coi được. Thấy không, cây này giá nó rẻ hơn, hoành cũng lớn nha anh chị mình, một một bầy nữa ha. Rồi mình xin nhắc lại thì bông tan mình đang dọn đây, đang dọn chặt dọn ha. Cái gốc như vậy á là em cắt gọn, thấy như vậy chứ nó bự lắm anh chị mình. Đây vài trăm ngàn mà như vậy là bự, nếu bán lẻ thì một cây như vậy phải tên 500. Anh chị mình để em quay cái cây tàn cho anh chị mình coi nha. Đây xách cái cây tàn luôn, anh chị mình thấy chiếc xe cái tàn ở bên em á, cái cây đó là cao khoảng, lấy cái thước ra giùm anh Nguyên đo thử cái cây này luôn cho ta tham khảo luôn. Đây là anh chị mình thấy không, anh chị mình hôm qua và hôm trước mua một cái cây mà bằng cái size bằng cần ống phi 27 như vậy thôi là cái tàn nó cũng hơn 1 mét rồi. Là anh chị mình thấy cái cây mà em cắt như vậy thì em bán, đúng ra nó đẹp thiệt nhưng mà bán giá không có giá, tại vì số anh chị chơi tàn á. Đo thử cái cây này, cái tàn như vậy, cái thước nó dài 1,5 mét đó. Đo này là đo tính từ mặt chậu nha, mét mấy gì, mét 2, mét 20, mét 20 là từ cái rồi bầu đất. Thì đối với cái cây tàn như vậy thì em bán khoảng, nếu mà bao ship luôn á, khoảng 700 ngàn á anh chị mình, còn mình bán lô là nó khác ha. Cho nên là anh chị mình mua cây thì tùy ha, mua cây thì tùy theo cái lô cây mà mình bán. Anh chị mình coi lại lần nữa cái cây linh sam nắng bất hồng, cây ghép ha. Cây này là ngày 29 tháng 11, bữa nay như thứ 10, 15 âm lịch, nay Chủ nhật. Cây này anh chị mình nhìn kỹ nha, cái size hoành nè, hồi nãy mình đo khoảng 30 hoành á, mình quên rồi, này đây, cái tay mình đo, thấy không? Đo nãy anh em nó không biết nó đo trên đây á, còn mà nếu ở dưới cũ như vậy thì nó bự lắm. Ép chậu nha, nè. Ngày xưa là người ta cắt còn cái cùi không à. Nè mình mua mình coi kỹ cây giúp em ha. Bông thường thì ví dụ như một là song hinh, để song hinh hết, hai là ghép tán phớt hồng, là cắt bỏ cành này luôn, nhưng bây giờ nó ra như gì rồi cắt sao nở, đúng không? Cho nên là thôi để phá cách mình chơi mà. Cứ ginh ra như gì cho anh chút xíu, anh lên mấy cái lô bông tan cũng có nhiều anh chị mình đặt hàng ha, để mình cắt dọn dẹp xong rồi mình đưa lên bông tan sao. Còn cái lô số 5 ngày hôm qua là bán hết rồi, anh chị mình thấy cái tiêu lệ em đã sửa đã bán thì chút xíu nữa đây em sẽ đóng thùng đóng gói đây. Rồi anh chị mình nhớ đăng ký kênh ha. Số điện thoại của em là 0987 557 550, bấm nút tìm kiếm tại YouTube á, rồi coi cái video, phần video tải lên mà cái video ngày gần nhất á, để anh chị mình coi cái cây mới. Thường là cái cây, nếu mà cây lô mà bán theo kiểu giá rẻ mà chụp giật á thì trong ngày là hết à. Còn những cái cây bonsai hơi lớn tiền chút xíu thì hơi lâu chút xíu. Anh chị mình mua thì càng sớm càng tốt nha, càng gọi điện thoại sớm càng tốt. Còn hãy lâu lâu anh chị nhắn tin em thấy anh ta lời, không thấy anh chị mình cứ điện, bán rồi thôi ha.